Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra 1 giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Bóng của ta. Bảo chạy không chạy, giờ thì hay rồi. Chúng ta đã bị bao vây. Nữ thần không thể đả thương bọn ta. Các ngươi không đánh ngại ta đâu. Các ngươi chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn bản thân bị đóng thay thế, bị bóng thay thế. Sau đó ngoan ngoãn biến thành vật siêu tâm của ta. Sao mà lắm lời thế không biết. Đúng là bọn ta không thể nào đả thương các ngươi. Nhưng bọn ta muốn chạy thì ngươi cũng không ngăn được. Chạy thôi. Khoan đã, đừng thô lỗ như vậy chứ. Đồ của ta sắp bị ngươi kéo rách rồi. Cẩn thận phía trước. Cái bóng bắt đầu tấn công rồi. Đối phó với bóng của ngươi, ta tự có cách thoát thân. Bắt buộc hài hòa. Không hổ là bóng của nữ thần hài hòa. Giống hệt bản thể của người, một hạt cát cũng không để lọt vào mắt. Tạm biệt. Ai, để cô ta chạy rồi. Sao thế, với năng lực của người, hoàn toàn có thể chặn bọn họ lại. Aha, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Bản sao làm từ bóng của nữ thần tình yêu đã thất bại. Nó hoàn toàn không nghe ta chỉ huy. Vô lý. Quyền hạn sáng thế của ngươi đã được ta búp rồi. Việc sao chép nữ thần tình yêu đáng lẽ rất dễ dàng mới phải. Không biết, rõ ràng lúc sao chép nữ thần hài hòa vẫn rất là thuận lợi. Thôi không sao. Nữ thần nhiều như vậy, thiếu cô ta thì chợ vẫn đông. Chỉ cần biết năng lực của ngươi có thể sao chép và thay thế nữ thần là đủ rồi. Năng lực của ngươi cũng thú vị phết, cố gắng phấn đấu. Ta có thể cân nhắc nhận ngươi làm con gái. Ý của ngươi là ta có thể trở thành ma nữ. Ta sẽ cố gắng. Ta thần đại nhân. Thật sự rất khá. Tiếp tục phát huy. Vẫn còn rất nhiều nữ thần cần được thay thế. Ngươi không bị thương chứ? Không sao, chỉ là thần quyền bị cướp. Ngược lại là ngươi vẫn luôn dẫn theo ta. Khi không đã xuất hiện một tên dũng sĩ rắc rối như vậy, giờ thì không thể về thiên giới được nữa. Phải mau cảnh báo các tỷ muội khác, thật không dám tưởng tượng, toàn bộ nữ thần bị thay thế sẽ là cảnh tượng như thế nào. Xem ra đối phương tạm thời sẽ không đuổi theo, hay là tìm chỗ lúc trước. Ngô Tuyết Huyền, nữ thần hài hòa sao thế, ta không liên lạc được với nàng ấy. Bên phía các nàng xảy ra chuyện gì hay sao? Ngô thần, tốt rồi, ta vẫn chưa kịp liên lạc với người, xảy ra chuyện lớn rồi. Bây giờ bọn ta đang ở cùng nhau, cô ấy. Ngô Tuyết Huyền, nàng nói gì cơ? Ta biết rồi, vị trí của hai nàng là, ta xử lý xong sẽ đến đó ngay. Sao vậy, hai người bọn họ không sao chứ? Trước mắt thì không có gì đáng ngại, chỉ là tình hình có chút nguy hiểm. Xuất hiện một dũng sĩ có năng lực khá rắc rối. Năng lực của cô ta có thể thao chép bóng của người khác và đánh cắp năng lực của họ. Trước mắt, một trong hai nàng ấy đã bị cướp quyền năng. Hiện giờ vẫn chưa thể nào xác định cô ta. Vẫn chưa thể nào xác định cô ta có thể cướp quyền năng ma nữ hay không. Nói tóm lại, đây là một tên vô cùng khó nhằn. Gì? Bây giờ nàng đang mang thai, hay là khoảng thời gian này nàng đến chỗ của Lydia ở? Ấy, bây giờ không được. Bộ dạng ta thế này, nếu Lydia đại nhân thấy, chắc chắn là sẽ xảy ra chuyện. Không sao, Lydia sẽ không giận nàng đâu. Tóm lại, bây giờ là thời khắc quan trọng. Không biết tên dũng sĩ đó đang ở đâu, cũng không biết là mục tiêu tiếp theo của cô ta sẽ là ai. Không thể nào có thêm một nạn nhân nào nữa. Bây giờ không phải là lúc quan tâm những chuyện này, Si. Hiểu rồi. Ta biết rồi, ta đi chuẩn bị đồ. Bên phía của Lydia, gì chứ, không ngờ lại có chuyện như vậy. Thật sự không cần ta giúp một tay à? Không sao, ta giải quyết được, khoảng thời gian này nhờ nàng chăm sóc cho Si nhé. Yên tâm đi. Ta đảm bảo một con ruồi cũng không thể nào lọt vào được. Lydia quả thực là người đáng tin nhất. Vậy thì nhờ cả vào làng. Tốt, bây giờ không còn mối lo gì nữa. Lần này ta sẽ làm một trận thật đã. Dũng sĩ,
Cùng lúc đó, đại dương sâu thẳm. Được rồi, Ngô Thần đã truy đuổi tên dũng sĩ khốn kiếp đó. Khoảng thời gian này chúng ta cứ trốn ở chỗ của Lữ Thần biển sâu đi. Ta nhớ hình như nơi này tên là thành phố Rainy. Xem ra nó đã bị bỏ hoang từ lâu. Cứ như thế, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một vị thần cổ đại. Thì các người là ai? Các người là nữ thần ơ? Người là tộc người cá. Ta là nữ thần tình yêu. Vị bên cạnh này là nữ thần hài hòa. Thật sự là nữ thần ơ, xin lỗi. Có thể dẫn bọn ta đi gặp nữ thần của các ngươi hay không? Việc này e là hơi khó. Lẽ nào nữ thần biển sâu không tiếp khách ư? Bọn ta có việc gấp cần tìm cô ấy. Không, không phải. Nữ thần bọn ta đã qua đời từ lâu rồi. Hả? Ngươi nói cái gì? Sao rồi? Có ngửi được vị trí của mảnh vỡ hay không? Làm sao mà ngửi được chứ? Ngươi tưởng ta là chó ư? Hết cách rồi, tìm nửa ngày rồi mà vẫn không cảm nhận được khí tức. Vậy nên ta mới khuyên các ngươi đổi sang cách khác. Ngươi không có đề xuất nào đáng tin hơn à? Ngươi cố tình chơi ta phải không? Được rồi, ai bảo bản thể của ngươi không chịu giúp? Không chịu giúp chi? Nguyệt Manh, con sao thế? Cứ nhìn về hướng đó mãi. Qua đó đi tra đáy biển, ở đó có mùi của bà ngoại. Nguyệt Manh đói rồi. Trên một hòn đảo ở vùng biển xa xôi. Ta từng nói, đừng đột ngột xuất hiện phía sau con gái. Người như vậy sẽ bị ghét đấy. Đừng nói như vậy chứ, Tiểu Anh. Trông ta như này thôi, chứ cũng là... cũng sát gái lắm đấy. Dũng sĩ số 4. Thân phận nhân vật. Dũng sĩ săn ma. Giới thiệu nhân vật. Dũng sĩ vốn có xếp hạng thấp, đã đánh bại và thay thế dũng sĩ số 4 trước đó, có mối quan hệ mật thiết với dũng sĩ số 3 hiện tại. Ta không có hứng thú với các mối quan hệ xã hội của ngươi. Có gì thì nói sau đi, bây giờ ta phải ăn cơm. Ấy Tiểu Ảnh, sao ngươi lại ăn thứ này nữa? Đó là ma vật. Không ăn được đâu, mau vứt đi. Ta đã ăn một con rồi, không có độc. Ấy, đã ăn một con rồi à? Hiện giờ là giai đoạn đặc biệt. Bóng của nữ thần hài hòa đã gần như lột xác rồi, bắt buộc là phải trừ khử bản thể càng nhanh càng tốt. Nếu không, cái bóng sẽ tự sinh ra ý thức của mình, ta sẽ không thể nào kiểm soát cô ta. Vì thế, chuyện quan trọng nhất hiện giờ là bổ sung thể lực. Thế thì rắc rối rồi, những nỗ lực trước đó của chúng ta chẳng phải là vô ích hay sao? Vậy nên đừng nói chuyện với ta nữa. Làm phiền một quý cô dùng bữa không phải là hành vi của một quý ông. Trên đời này không có quý cô nào đi ăn thịt ma vật cả. Xin lỗi, ta rút lại lời mình vừa nói. Chỉ có quái vật mới nuốt sống ma vật như vậy mà thôi. Con nít, ngươi đừng bị vẻ bề ngoài của nó đánh lừa. Nhóc con này là một con quái vật đáng gờm. Thân là thợ săn ma, ta cảm nhận được việc đối đầu với nó lúc này không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Con quái vật này toàn thân tỏa ra một luồng khí nguy hiểm. Cảm nhận của ngươi thế nào cũng được. Lúc nãy ngươi nói vậy là có ý gì? Ta cũng đã ăn ma vật. Trong mắt của ngươi ta cũng là quái vật à? Nghĩa nào không phải hay sao? Ngươi đã không còn là Tiểu Ảnh của trước đây nữa. Ta biết ngươi chỉ là cái bóng của cô ấy. Tiểu Ảnh thật sự đã bị ngươi thay thế. Ngươi đã bị ta liệt vào danh sách săn lùng từ lâu. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa phải lúc. Chúng ta cần phải hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ của ta thần đại nhân. Ấy nhóc con, một mình ngươi chạy đến đây làm gì? Cha mẹ của ngươi đâu? Không nói. Mẹ có dặn không được nói chuyện với ông chủ nạ mặt. Xem ra nó không có ý định đánh với chúng ta. Ngươi cũng ăn no rồi, đi thôi. Chúng ta vẫn còn nhiệm vụ phải làm, không nên lãng phí hơi sức vào một đứa nhóc. Nguyệt Manh, sao con lại chạy đến đây? Cha ơi,
Thật tình, lần sau không được chạy lung tung nữa nha. Dũng sĩ sở hữu năng lực sao chép nữ thần mà người nói đang ở đâu? Hiếm khi ta thấy hứng thú. Vậy mà đến giờ vẫn không thấy bóng dáng của cô ta đâu. Từ sau khi đến vùng biển này, Nguyệt Manh không còn cảm ứng được vị trí của mảnh vỡ nữa. Hừm, xem ra các mảnh vỡ của ta đã thông minh hơn rồi. Có điều, vùng biển này đúng là kỳ lạ, hoàn toàn không thể nào cảm nhận được dòng chảy của không gian. Hừm, người nói vậy nghĩa là sao? Nghĩa là không gian bị trì trệ rồi. Không gian ở đây không cùng một tuyến thời gian với thế giới bên ngoài. Ấy, thảo nào trên đường đến đây toàn gặp mấy sinh vật kỳ lạ. Thật tình Nguyệt Manh, con đừng ngủ ở những nơi như này chứ. Chơi cả ngày nên chắc là mệt rồi, đưa Nguyệt Manh cho ta đi. Tóm lại, dường như vùng biển này đã bị ảnh hưởng bởi một nhân tố nào đó rơi vào trạng thái vòng lặp thời gian. Vậy nên môi trường và hệ sinh thái luôn ở trạng thái biệt lập với thế giới bên ngoài. Nhưng mà có cần thiết phải như vậy hay không? Cố ý tạo ra một môi trường như vậy, làm sao ta biết được? Thế giới này do Gaia tạo ra mà, ngươi đi mà hỏi nàng ta ấy. Sau này đừng lôi Nguyệt Manh đi giải quyết những chuyện rắc rối của ngươi nữa. Con bé đang tuổi ăn tuổi lớn, cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Ồ xin lỗi, bây giờ ta sẽ mở không gian, ngươi đưa Nguyệt Manh đi nghỉ ngơi đi. Vòng lặp thời gian sau. Mình nhớ, trong game có giới thiệu về nơi này, nó đầy rẫy những lời nguyền. Đã vào đó thì gần như là không thể nào ra được, nhiều cao thủ đã bỏ mạng tại đây. Hóa ra không ra ngoài được là do không gian hay sao? Nhớ hồi đó, mình tìm thấy chứng phục sinh của nữ thần biển sâu ở trong phó bản, kết quả là bị kẹt ở đó luôn. Cuối cùng phải nhờ búc xuyên tường mới thoát ra ngoài được, hoài niệm quá đi. Nữ thần biển sâu, từ khi mình đến nơi này thì hầu như không có tin tức gì về nàng ấy. Có lẽ nàng ấy không muốn nhìn thấy mình. Không biết bây giờ nàng ấy thế nào rồi. Cùng lúc đó, dưới biển sâu. Chuyện gì vậy? Tại sao bọn họ lại tấn công chúng ta? Ai mà biết được. Vừa được dẫn đến đây là bị bao vây rồi. Đáng ghét, ta không phát huy ra được sức mạnh khi ở dưới nước. Nếu các ngươi vẫn tiếp tục tấn công, chuyện này sẽ trở thành vấn đề quốc tế đấy. Đi gọi nữ thần của các ngươi đến đây. Không phải ta đã nói rồi sao? Nữ thần của bọn ta đã chết rồi. Đám ngụy thần các ngươi cũng đi chết đi. Đó là nữ thần biển sâu, không phải họ nói ngươi đã chết rồi ư? Apollo, nữ thần biển sâu trẻ tuổi, người cai trị thành phố Reni, đã cô độc chờ đợi sự cứu rỗi suốt hàng trăm năm luân hồi. Ta dùng danh nghĩa của nữ thần ra lệnh cho các ngươi, hãy chiến đấu vì tương lai, sống nên không chừa một ai. Khoan đã, bọn ta vẫn đang bị bao vây mà. Nhỏ đó mặc kệ sống chết của chúng ta luôn hả? Sau đó, hai bên chiến đấu kịch liệt. Ây à, đây không phải là nữ thần tình yêu và nữ thần hài hòa hay sao? Lâu rồi không gặp. Lúc nãy ngươi cố ý muốn hại chết bọn ta phải không? Đáng ghét. Ta liều với ngươi. Bình tĩnh, người ta chỉ đùa thôi mà. Ai lại đùa như vậy chứ? Làm ta sợ muốn chết. Xin lỗi. Vốn dĩ ta ra ngoài để đánh trận mà. Đâu nghĩ sẽ gặp được hai người. Đây chính là lý do của ngươi. Hừm, đừng tưởng như vậy là xong chuyện nha. Bọn ta thật sự là rất sốc. Tộc người cá đó nói ngươi đã chết rồi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Dám nói bọn ta là ngụy thần. Ta là nữ thần chính hãng, có giấy chứng nhận đàng hoàng. Đó là thực ra người mà bọn họ nói là mẫu thân của ta, nữ thần biển sâu tiền nhiệm. Bọn họ là tín đồ của mẫu thân ta từ thời đại trước. Sao lại thế được? Nữ thần tiền nhiệm đã là chuyện của mấy ngàn năm về trước rồi mà. Tín đồ gì mà sống dai thế? Rất tiếc, bọn họ thật sự sống dai cỡ đó. Không những thế, cho dù giết chết bọn họ, chẳng bao lâu sau bọn họ sẽ hồi sinh. Thời gian của bọn họ bị trói buộc ở hàng ngàn năm trước, cũng chính là thời đại của mẫu thân ta. Bọn họ bị trúng lời nguyền bất tử. Thời không tuần hoàn, người bất tử. Sao lần trước lột báo cáo cho mẫu thân đại nhân, ngươi không nhắc tới mấy điều này? Đã hơn 1.000 năm kể từ khi hội nghị thiên giới lần cuối,
Chắc là các ngươi cũng biết chuyện gì đã xảy ra với tộc Biển Sâu đời trước phải không? Đó là một thời đại không có tương lai, không thấy ánh sáng mặt trời. Ký ức của tất cả mọi người đều bị thiết lập lại vào ngày hôm sau. Bọn ta đều bị thời gian bỏ rơi. Mẫu thân của ta, cũng chính là nữ thần đời trước, đã hy sinh bản thân mình để phá vỡ lời nguyền này. Nếu ta đoán không lầm, lời nguyền lại bắt đầu lan rộng rồi phải không? Đúng vậy, sau cái chết của nữ thần sáng thế, thế giới liền bắt đầu không ổn định, lời nguyền cũng khôi phục vào thời điểm đó. Khoan đã, sao ngươi biết rõ thế? Lúc ta ở tộc Tinh Ninh, Tiffany tiền bối đã kể cho ta nghe rất nhiều chuyện ở trong quá khứ. Nếu không thể là phá vỡ lời nguyền này, chúng ta cũng không thể nào rời khỏi đây. Kết giới của loại thành phố. Kết giới ngoài thành có thể làm suy giảm ảnh hưởng của lời nguyền. Ít nhất thì các người vẫn an toàn khi ở trong lãnh địa của ta. Vậy thì tốt, suy cho cùng bọn ta đến đây để lánh nạn. Ở đây một thời gian cũng không thành vấn đề. Dù sao thì cũng còn Ngô Thần, bất kể là rắc rối gì, phất tay một cái là xong ngay. Không thể không nói, có hắn ở bên thật sự là khiến người ta rất là an tâm. Tên đó đang ở đâu? Ồ, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Có gì đó sai sai. Đây là nữ thần hài hòa á hả? Màu sắc hơi tối hơn. Màu sắc hơi tối hơn lúc trước. Có gì đâu, hôm trước đi biển cả ngày. Da hơi rám nắng một tí là điều bình thường mà. Đây rõ ràng là bị phai màu, trở nên nhạt nhẽo như cuộc đời của một ông chú trung niên bị cắt giảm nhân sự. Im đi. Dù cuộc đời có mất đi màu sắc thì nội tâm của các ông chú vẫn vàng óng, mau xin lỗi tất cả các ông chú trong vũ trụ đi. Vậy chẳng phải chỉ còn lại màu vàng thôi sao? Theo một nghĩa nào đó, cuộc sống như vậy quá kinh khủng. Lắm lời, màu vàng cũng có nhiều loại lắm chứ bộ. Đời người có những màu sắc này là đủ phong phú rồi. Dù có bao nhiêu màu vàng đi nữa, trộn lẫn vào nhau cũng chỉ thành một màu vàng cớt mà thôi. Cuộc sống màu vàng cớt của ngươi đã không còn cứu vãn được nữa. Đừng tự ý hình dung cuộc sống của người khác giống phân. Nếu cuộc sống của mọi người đều giống như là ngươi nói, thì chẳng khác nào ngoài đường toàn là phân. Được rồi, đi với ta. Chắc là cũng muốn về lại bản thể càng sớm càng tốt phải không? Lắm đấm hài hòa. Tại sao lại đánh ta? Ủa, khoan đã, trước mắt ta lại là ảnh bị làm mờ vậy? Đừng mà, như này thì sao mà ta có thể ngắm gái được nữa? Cái đấy hợp với người phết. Với những loại háo sắc như người thì nên bị trừng phạt như vậy. Đừng mà. Cùng lúc đó, thành ra này. Ngươi định làm gì vậy, Avelo? Yên tâm đi, chỉ cần các ngươi không cản đường của ta, ta sẽ không làm gì các ngươi cả. Quả thực Ngô Thần là một tên cặn bã, nhưng bây giờ không phải lúc để ngươi trả thù. Rốt cuộc ngươi định làm gì? Định làm gì á? Tất nhiên, vắt kiệt trong một lần rồi. Các ngươi không hiểu được đâu, ta đã chờ giây phút này từ rất lâu rồi. Từ lâu đã nghe đồn, tộc Biển Sâu có ham muốn tình dục rất cao, xem ra đúng thà thật rồi. Hả, tại sao? Nghe nói ghen ban đầu đến từ cá heo. Ta mặc kệ những lễ nghi dườm già của các người, ta chỉ muốn giao phối với người mình yêu, ta chỉ muốn sinh con cho chàng mà thôi. Nghe nói tộc Biển Sâu sau khi thành niên mà vẫn còn zin sẽ bị cười nhạo. Hả, tộc Biển Sâu thoáng đến vậy à? Bây giờ ta đã mấy nghìn tuổi rồi, các người có biết điều này đối với ta là một sự sỉ nhục lớn đến mức nào hay không? Khi tình cảm của bọn ta đến giai đoạn trăng mật, ta cứ ngỡ mình có thể trao lần đầu cho người yêu. Các người có biết hắn đã làm những chuyện điên rồ gì hay không? Hắn đã để ta như vậy suốt một đêm, báo hại ta, xém thức tỉnh thuộc tính mới, treo máy một lần với nữ thần Biển Sâu, thành tựu kiểu gì vậy trời? Tóm lại treo máy là được phải không? Ta liều mạng chịu đựng đến khi trời sáng, nhưng kết quả ngươi đoán xem hắn đã nói gì? Ta cũng muốn làm mà, nhưng mà ta không thể nào chạm vào những bộ phận từ cổ trở xuống của LPC. Ta không hiểu cái mẹ gì hết, ta cứ tưởng hắn định cưới xong rồi mới làm. Loài người hay có kiểu dè ra chậm chạp như vậy phải không? Ngươi đoán xem kết quả thế nào? Tên khốn đó đã bỏ trốn cùng với nhẫn cưới của ta. Ấy, quả nhiên là cách làm của Ngô Thần. Thao tác kinh điển của lão Ngô. Bọn ta cũng có trải nghiệm tương tự, vậy nên bọn ta hiểu được tâm trạng của ngươi. Nhưng bây giờ thực sự không phải là lúc để làm chuyện này. Phải đấy, chuyện quan trọng trước mắt là phá vỡ lời nguyền. Sau đó bọn ta rời khỏi đây thì ngươi muốn làm gì Ngô Thần cũng được. Không được, ta không nghe.
ta đã đắm chìm trong hoang tưởng. Xem ra không hiến tế Ngô Thần trước là không được. Được yêu thích đúng là đau đầu, chắc chắn bây giờ có một em nóng bỏng đang nhớ ta. Chỉ đáng tiếc, dù cô em đó có nóng bỏng đến mấy thì trong mắt của ngươi cũng chỉ là một dải ánh mờ mà thôi, đáng đời. Cái gì? Sau khi bị cháu gái hút thành con nít, tâm trí của ngươi cũng bị thoái hóa theo phải hay không? Có cần ta cho ngươi một cây kẹo mút hay không? Không phải ngươi đến đây để truy đuổi đám dũng sĩ xấu đó hay sao? Kết quả bây giờ ngươi chỉ muốn mau chóng tháo dải ảnh mờ này, tháo dải ảnh mờ trước mắt xuống. Thật tình, không có tí dáng vẻ của dũng sĩ nào cả, trong đầu chỉ toàn là các em gái mà thôi. Ôn quá, dũng sĩ cũng cần phải chữa lành tâm hồn mà. Nếu một đội dũng sĩ không có các cô gái thì không thắng được ma vương đâu. Đến lúc đó sẽ có cách giải quyết, phải nghĩ cách lắp lại cái bóng cho hài hòa trước đã. Tên dũng sĩ sao chép đó mất bóng thì sẽ tự tìm đến thôi. Thật sao? Ngươi chỉ muốn là nữ thần hài hòa giúp ngươi tháo ảnh mờ thôi phải không? Ngắm gái quan trọng đến thế hay sao? Vớ vẩn, không tháo thì sau này ta ngắm các cô vợ kiểu gì? Đây là chuyện trọng đại đấy. Ồ, vừa khéo, trước mặt có hai cái ảnh mờ đi hỏi đường thôi. Ta có nhìn nhầm không vậy? Người đàn ông ở bên đó hình như là thần Hy Chi Tình, là hắn. Ảnh của hắn nằm trong lệnh truy nã vừa được ban hành. Ấy, lệnh truy nã. Thật sự là hắn kìa. Để ta xem thử. Ấy dồ, có cơ bụng luôn này. Đúng thật, ngon hơn cái não nhà ta nhiều. Hai vị tỷ tỷ nhiệt tình như vậy, ta rất vui, nhưng mà bây giờ ta không thấy gì cả. Trong mắt chỉ có những hình ảnh mờ ảo. Thật tiếc khi ta không thể nào nhìn thấy thân hình nóng bỏng của hai vị tỷ tỷ. Lúc nãy lỡ chọc giận bà xã, bây giờ làng ấy đang giận ta. Ấy tiếc ghê nhỉ, đúng rồi. Lúc nãy hai vị tỷ tỷ nói lệnh truy nã, chuyện này là sao? À, chắc là do chuyện đó. Đúng rồi, thực sự là do chuyện đó. Rốt cuộc là chuyện nào? Ta không nói đâu, xin lỗi. Nếu Eveno đại nhân biết bọn ta tiết lộ thông tin thì sẽ nổi giận. Cẩn thận đừng để Eveno đại nhân bắt được nhé. Nếu không sẽ là thăng thiên đấy. Ấy, thăng thiên là sao nữa vậy? Không phải mình đã búp đầy độ hào cảm với Avelo rồi ư? Ngươi đã làm gì với người ta lại đối xử với ngươi như vậy? Đào hồn, cha lam, ta cũng đâu có muốn. Ban đầu ta chỉ vì kiếm trang bị mà thôi. Lúc đó ta không hề biết nàng ấy muốn kết hôn với ta. Ngươi cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Thiết lập của ma nữ nào cũng khó chinh phục như quỷ. Các con gái của ta vốn dĩ không thể chinh phục. Ngươi tự tìm búp lại còn đổ lỗi cho ta. Ấy, mà nữ thần biển sâu đang truy nã ngươi, ngươi cứ thế mà chui đầu vào dọ luôn à? Ta ngờ nơi, ta là người đàn ông dám làm dám chịu. Có hiểu lầm gì thì cứ nói thẳng mặt không phải là tốt hơn sao? Ồ, vừa khéo phía trước có một ông chú, đến hỏi đường thôi. Hình như đang nén nút chuôn thứ gì đó. Chắc là dấu sách 18 cộng, đàn ông đến độ tuổi này ai cũng có những bí mật nhỏ của riêng mình. Xin hỏi ông chú, cho hỏi thần điện. Ây, không phải như ngươi nghĩ đâu. Ta chỉ đang đi VKC, không hề giấu sách 18 cộng. Như này khác nào chưa đánh mà khai. Vậy à, các ngươi đến thần điện tìm người hay sao? Ấy, đừng tự ý động vào đồ của người khác chứ. Không, đây không phải là thứ mà con nít nên xem. Ây à, xem ra ông chú là người chính trực, khẩu vị mặn phết. Ngươi là phụ huynh của đứa bé này phải không? Sao không quản con mình vậy? Trẻ con không thể xem mấy thứ này. Mặc dù chú nói như vậy, nhưng đứa trẻ đó là mẹ vợ của ta, chắc cũng phải mấy trăm triệu tuổi rồi. Ấy, nhà ngươi phức tạp dữ vậy.